Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tục tử đường phố đây mọi người nha. Xin chào anh em của game hiện tại là chế mình đây, tục tử đường phố đây bạn ạ. Ok, quay trở lại video, nói chung là video cho anh em xem video bạn có like, share thì nó phải rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay tiếp tục series đó là trải nghiệm server mới anh em cùng với sự kiện mới các bạn. Đó, tiếp tục lại một sự kiện tuần mới đã đến rồi anh em, chúng ta lại với cái video đó là trải nghiệm server mới anh em. Đó, xe mới cùng với sự kiện mới để xem với sự kiện này là chúng ta sẽ làm gì được ở xe mới anh em, có ngon không, có xứng đáng để chơi để nhảy server không anh em nhé. Ngoài ra sáng tiện đây tôi cũng sẽ tổng hợp tất cả code đen dùng chung và tất cả code đen mới nhất của game Hải Tặc Đại Chiến trong năm 2022 là anh em. Hôm bữa thì có làm có một cái clip rồi nhưng mà hôm đấy code chưa chuẩn anh em, bởi vì nó hắn còn lấn code của năm ngoái nhiều quá. Thế đến điểm hiện tại tôi tổng kết sương sương như hiện tại chúng ta có 12 code đen anh em. 12 code hay 11, 11 chứ anh em, 11 code thì phải. Cái đấy có 8 code dùng chung mới nhất anh em và 3 code thì nó sẽ hạn vào ngày 14 tháng 7 này các bạn. Ok, trước mắt thì điểm qua về bên quà cáp này anh em, nhảy xe mới hiện tại thì chúng ta không có gì đặc biệt các bạn nhé. Ngày hôm nay không có gì đặc biệt anh em. À, ngày mai hôm nay như là kết thúc sự kiện săn code rồi anh em, chuẩn bị phát quà săn code nữa thì nhảy server sẽ ngon hơn. Đấy, trước mắt hôm nay chỉ có mỗi quà chuyển tin từ mới rách thôi anh em. Đó, được thêm 500 kim cương với 20 thùng bia. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi bêm code anh em nhé. Rồi, ok các bạn. Đầu tiên là bêm 8 code đi. Đây anh em, một cái này. Trong 8 code này thì sẽ có một cái code là code chào mừng. Cái code này thì mỗi ạc lấy bụng một lần thôi. Tôi có làm video hướng dẫn anh em rồi, nên là các bạn có thể xem lại video cũ và nhận code này nhé. Nên là vấn đề thủ viện là con rốt code dùng chung bởi vì ai cũng lấy được. Nên là vấn đề gọi là code dùng chung này anh em. Happy New Year này, hắn còn dùng được các bạn nhé. Đó, thế thì hiện tại chúng ta nhìn còn 8 code rồi anh em. Đây đúng rồi anh em, 8 code dùng chung thôi. Với 3 code dùng riêng. Đấy, của sự kiện kho báu rách hạn hán. Cái code đấy thì kết thúc vào ngày 14 tháng 11 này anh em. Đâu? Ở 14 tháng 1 này anh em, 14 tháng 1 này nè. Nghe bảo là cái code đấy nó sẽ hết hạn. Thì để làm sao đây, code đấy thì hiện tại bên kênh Tự Đường Phố vẫn đang có các chuỗi event mini game phát code trực tiếp cho anh em ở trên kênh. Bạn nào hứng thú thì đừng quên voucher đăng ký kênh và đón theo channel để có thể nhận được code đấy. Ngoài ra bên kênh vẫn luôn luôn tổng hợp các sự kiện code mới nhất của game Hải Tặc Đại Chiến cho anh em. Đó. Và mong rằng anh em sẽ ủng hộ kênh sớm đạt mốc 50.000 lượt đăng ký trong thời gian sắp tới anh em nhé. Cảm ơn người rất nhiều. Ok, đây anh em, tổng lượng quà cho lần ngày server này đây anh em. Chưa biết thế nào các bạn, nhưng mà trước mắt thì đây anh em thấy quả Happy New Year này khá là ngon các bạn. 20 thùng bia, 50 cốc bia vàng, 100 xu vòng quay anh em nhé. Đó, nói chung thì nhảy server hiện tại ở thời điểm hiện tại thì khá là ngon. Hôm tới là nó phát quà mà săn kho báu rách hạn hán nữa là được 20k kim cương các kiểu nên anh em còn ngon nữa. Đây anh em, hiện tại các bạn nhảy server mới này, 75 thùng bia, 60 cốc bia vàng anh em, 5k3 kim cương. Đó, 20m belly các kiểu anh em, 100 xu vòng quay này, đá nâng đồ các kiểu anh em, khá là ngon đó, mới nhảy xe mới như này khá là ngon rồi. Rồi tiếp theo mở lem luôn chỗ này các bạn nhé. Ok, rồi vậy là chúng ta có bao nhiêu rồi, chúng ta đã có 125 thùng bia anh em và 60 cốc bia vàng. Rồi đến điểm lợi chỗ cốc bia vàng rồi anh em, tiền tôi sẽ mua thêm mở thêm ít chỗ ô chỗ này anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đi phang 60 cốc bia vàng cho đi anh em. Rồi, bắt đầu triển khai xe mới anh em để xem với này sự kiện này chúng ta chơi được gì ngon không. Ở nào chít à, à mà anh em không phải lo nhá, hết sự kiện rồi, nhưng mà tôi có gom ít code nên là ngày mai ngày tới mấy ngày tới thì tôi vẫn còn hắn con code để tặng anh em trên video nên các bạn không phải lo. Đó, bạn nào mà chưa nhập được mấy code của rách hạn hán rồi UL Satat à cộng với Walo thì mấy đứa cứ đăng ký kênh nó theo channel mình nó sẽ nhận được code đấy thôi anh em. Còn không thì tham gia mini game để có khả năng may mắn nhận được code cao hơn. Thông báo qua sương sương anh em vậy. Rồi, mà lem kim cương là anh em. Nói chung tuần này không có sự kiện tiêu phí các bạn ạ. Nếu có tiêu phí nữa thì khá là ngon. Tuần này chúng ta nhìn xe mới được cái là các bạn sẽ có bộ soi xám khá là dễ. Hên xui nó là dễ không đúng hẳn anh em. Hên xui thì bạn có khó khả năng sẽ được bộ soi xám anh em. Khá là ngon. Rồi, 130 mấy thờ rồi.
Nói chung tuần này thì chắc là ăn 150 thùng bia xe mới chắc ăn dễ anh em. Để xem kiếm được không. Kiếm được thì tôi sẽ đặt tiêu đề cách kiếm để kiếm 150 thùng bia xe mới anh em. Nhưng tôi nghĩ là kiếm 150 thùng bia xe mới là được anh em. Được được, các bạn kiếm 150 thùng bia này thì chắc là dễ rồi anh em. Đó, chưa giờ đã 135 rồi, còn có 15 thùng nữa, tí đánh boss thì này không được các bạn. Đó, là chắc chắn là ok các bạn, 150 thùng bia chắc là ok luôn. Thanh kỳ này. Gáp. Ivan cốc, nhưng mà mốc 150 tuần này không có gì ngon nhỉ. Chỉ là form đồ thôi anh em. Ok, đổi qua mỗi bên tí nào anh em, show cái kênh. Đổi qua mỗi bên ít anh em để tí còn làm cái full cái nhiệm vụ đấy nữa, quên mất thì tiếng là quên. Rồi mỹ hạo anh em, là được mỹ hạo ạ, đồ mỹ hạnh. Usopp. Ồ, đen đấy nhờ. Loki. Dốc Loki. Ồ. Vàng nha. Đọc một đống thế mà không được bao nhiêu thùng bia anh em. Một quả quà chúng ta đừng đánh boss đồ kiểu thôi ạ. Ok kìa. Nhận nào. Nhận quà thôi anh em. Hốt. Hốt bạc. Hốt bạc. Rồi. Luyện tướng được chẳng hả không. Đây rồi anh em. Luyện đi cho nó bớt chất dương các bạn. Được cho là luyện luôn anh em cho đỡ chật dương. Rồi ok, tiếp theo vào sự kiện nào. Nói chung tuần này sự kiện hơi ít cái để chơi anh em nhỉ. Kẹo sô cô la thêm 20 chỗ túi đựng tướng này anh em này. Chúng ta có chiêu mộ đặc biệt, xuống quay đi chưa mở anh em, tí mới mở chiêu mộ đặc biệt. Cửa hàng. Đây các bạn thông minh minh mẫn đang còn khá là nhiều. Đổi tướng giờ phải mất kim cương mới đổi được các bạn. Khá là cay chỗ này. Hơi bị khó khăn nha. Thuốc hoán đổi 4k rồi à. Ôi nhanh thế, đâu ra 4k thuốc hoán đổi nhanh thế nhờ. Chơi thôi anh em. 80 đời anh boss rồi anh em. Rồi 140 rồi ạ. Đó, kim cương đây anh em này. Tuần này được cái chỗ này có kim cương anh em. Tí nên kiếm thêm 100 thùng bia ở trên này nữa anh em. Trời ơi, xuất sắc các bạn. Nói chung là tuần này bây giờ nhảy, anh em nhảy chơi mới thì bạn kiếm tính ra kiếm 100 thùng bia dễ nhờ. 150 thùng bia khá là dễ anh em. Nhịn hơn so với các sự kiện khác các bạn. Đó. Đấy cái này. Rồi, ok các bạn. Thì đây. Úp à, ừ, ok. Lượm qua. Túi nào. Ok, mở form đây anh em. Đây. Quả wow, bot may mắn. Cái này xu hướng quay là ngon anh em. Đó. Ok, 7 cái luôn. Được 10 thùng bia anh em, 45 cốc bia vàng. Chúng ta có 100 cốc bia vàng rồi anh em, 10 thùng bia nữa. À, được 20 thùng. Ok, 20 thùng là cũng ngon rồi anh em. Cán mốc 150 rồi. Đó, vậy chúng ta cán mốc 150 rồi anh em. Trời ơi, Fury ạ. À. Trời ơi, dài không dài anh em, ra Fury anh em. Đời. Đúng đời các bạn. Trời ơi. Ok mà 20 lần đánh boss nữa. Ok, đổi nào. Thêm lượt nữa anh em, đổi thêm một túi nữa. Chúng ta còn boss tiếp anh em. Cái kiếm kim cương nhiều nhờ. Tính ra tuần này, sự kiện này kiếm kim cương nhiều ghê anh em. Có lại 5k kim cương rồi các bạn. Ngon lành luôn anh em. Đúng giờ vào mở phát 100 thùng bia thì tuyệt vời luôn các bạn. Không có gì để tranh cãi anh em. Không được các bạn. Rồi. Ok, mở form nào. Ok. Này đây. Bit bomb ngon anh em. Kata kata. Khuay. Bit bomb. Corodai à. Đó đây anh em. Lượm tiếp này. Lượm luôn các bạn nhá. Đây, anh em lượm ngay được một bộ soi xám anh em. Cái là tuần này ngon nhất là bộ soi xám này các bạn này. Cá nhân tôi thấy vậy. Chúng ta xem còn thiếu vị trí tướng nào đây. Chiêu mộ lốt cho xong một cái vụ đấy anh em. Chiêu tập hai tạc dòng chính xác à. Hai cháu dòng chính xác đây anh em. Cái này dễ vì này tôi chuẩn bị sẵn rồi ở đây. Đó xong anh em núp qua. Ô không phải à. Đây toàn rồi. Chiêu mộ này anh em. 40 lần nữa nào. Hai cháu nữa thôi anh em. Hai cháu dòng chính xác thôi. Rồi Lamy.
Thêm cháo nữa được rồi các bạn. Đó, thêm cháo nữa là ngon rồi, đụng nôi anh em. Ok đâu rồi. Uroge. Này đây, quên anh em nộn. Cái đây bị ba mới được các bạn, mà cứ tự nhiên ạ, cứ tự nhiên như nhà mình ạ. Trời ơi. Lại kim cương các bạn, đó 5k kim cương rồi anh em. 30 nữa rồi anh em này, lại 30 thùng bia nữa rồi này. Ngon. Đấy, nói chung sự kiện giật quẩy ngon mà, đơn giản dễ chơi các bạn, dễ chơi dễ trúng thưởng. Rồi xem đủ chưa. Rồi ok anh em, lượm chưa, lượm chưa. Ok vẫn chưa cho lượm mà. Ô vô lý đấy nhở. Rồi tôi check lại xem là phải không, tôi nhìn lầm anh em. À lộn dòng, chính xác anh em, chính xác các bạn. Dòng chính xác. Từ anh em chính xác đúng không mà. À đây đúng rồi anh em, chính xác là dòng ấy. Lú 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 các bạn, lú tí anh em. Đây, đây anh em chính xác đây. Ô kìa. May quá ăn còn đây anh em. May quá ăn còn các bạn, tí nữa quên. Đó, đúng rồi, thời tới cả không kịp anh em, đúng lúc đúng nơi anh em. Hợp này nào. Galaxy. Đấy, lượm các bạn, ngon. Xem nào kiếm được thêm mẹ lớn nữa anh em. Form nào, mẹ lớn. Rồi, lù à. Mới rút con đằng này hơi đen nhỉ. Chừng đó mà mở ra được ít ép quá anh em. Chúng ta có thêm 10 nữa này. Nói chung được thêm cục bia, thùng bia khá là nhiều anh em. Nói chung là chơi khá là ngon. Hiện giờ nhảy xe mới tuần này chơi cũng được. Cá nhân tôi thấy là chơi cũng tạm ổn các bạn. Đó, giờ dư tận 5k kim cương rồi anh em. Ôi ôi. Đúng đời luôn anh em, dư tận 5k kim cương nữa các bạn. Đây, thêm giờ đánh boss nữa cho nó hết các bạn. Rồi, để tôi đổi chơi anh em nhé. Chứ còn các bạn đổi thì các bạn phải tính toán, chứ không nên đổi kiểu như vậy được. Đấy, còn dư tận 6k kim cương anh em. Oh, giờ vào làm thêm 100 thùng bia nữa thì đúng đời anh em. Tuyệt vời luôn con nạc. Mát nhân phẩm nhưng mà không các bạn. Đó, liệu có được hay không đây. Có được hay không? Không các bạn, đẹp quá. Ok, nói chung thì cũng tổng hợp qua tất cả con đen dùng chung mới nhất của năm 2022 của game Hải Tặc Đại Chiến mới nhất cho anh em. Đồng thời thì cũng trải nghiệm qua sự kiện sale mới. Đây nói chung thì ở sự kiện này thì được cái đây anh em. Mẹ là Big Mom ngon nhở. Đây, các bạn ngon nhất là được bộ xoáy xám này. Cộng với thêm 3 bộ này thì phải anh em. 3, 4, 4 bộ cho anh em. 3, 3, 2 bộ anh em. 2 bộ thương lái đấy anh em. Khá là ngon, thế thôi. Ok. Nói chung thì anh em nào hứng thú với sự kiện tặng cốt thì đừng quên tạo voucher đăng ký kênh mình cho channel để tham gia sự kiện nhé. Video của tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Giờ thì bye.